Nằm trên dãy Trường Sơn có một con đường huyền thoại, đường 20 quyết thắng. Con đường được làm nên bởi những con người có tuổi đời mới vừa tròn 18 đôi mươi. Con đường đã đi vào lịch sử dân tộc như một kỳ công, kỳ tích, kỳ quan, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng độc lập, niềm tin tất thắng của cả dân tộc Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Trường Sơn đông nắng tây mưa, ai chưa đến đó như chưa rõ mình. Trong thời kỳ hội nhập và phát triển, đường 20 quyết thắng là con đường của sự đoàn kết, con đường rộng mở đến tương lai. Rời bản Arem, theo con đường 20, chúng tôi tiếp tục hành trình ngược lên miền biên viễn. Như một lời ước hẹn, trong chuyến đi xuyên dãy Trường Sơn lần này, chúng tôi lên để khám phá về một lễ hội văn hóa mang đậm bản sắc riêng của tộc người Ma Con, lễ hội đập trống. Đường 20, địa danh một thời máu lửa, giờ không còn cách trở với vách đá dựng đứng, mặt đường lầy lội, mà thay vào đó là con đường bê tông thảm nhựa. Băng qua màu xanh da diết của vô vàn loài thảo mộc của rừng nguyên sinh Phong Nha Kẻ Bàng, trôi giữa những cung đường uốn lượn bồng bềnh sương trắng, đến km 44, rẽ phải chừng một cây số, chúng tôi đã đi vào trung tâm xã Thường Trạch, huyện Bố Trạch. Bản nhỏ của người Ma Con hiện ra giữa thung lũng, tinh khôi trong đất trời biên giới. Sang xuân, con suối Aki trở nên như mì. Từ trên dốc cao nhìn về, có thể thấy bóng dáng của các sơn nữ quả mình đùa giỡn giữa dòng nước trong trẻo của suối này. Cảnh nhan sắc hồn nhiên, mộc mạc, và chút hoang dại như núi rừng Trường Sơn của những người con gái nơi đây làm sao xuyến bước chân của những người mới đến. Chúng tôi lên với đồng bào Ma Con đúng ngày 16 tháng Giêng âm lịch. Trong nhà ngoài bản, người người đang tất bật, rộn ràng dọn dẹp vệ sinh, sửa soạn các mâm lễ cúng, chuẩn bị cho đêm hội đập trống truyền thống. Đàn ông thì lo phần chuẩn bị hội, còn đàn bà thì chuẩn bị thức ăn để tiếp đón bà con từ các bản khác đến. Bản làng thật khác với ngày thường. Trong ngôi nhà sàn cũ kỹ chứa nhiều bí ẩn của người Ma Con, già làng Đinh Son ở bản Ca Rồng 1 trông nhỏ thó nhưng chân tay bền chắc như một loài dây rừng rất tự nhiên, niềm nở đón tiếp chúng tôi. Già làng cho biết, từ xa xưa, để chống chọi với sự khắc nghiệt của thiên nhiên, thú dữ, người Ma Con đã dùng tiếng trống, tiếng chiêng xua đi nỗi sợ hãi, đồng thời kêu gọi mọi người đoàn kết, chung sức, chung lòng, dựa vào nhau vượt qua những ngày gian khó. Lựa tuổi thì hắn từ đấy nhìn thấy ai cũng rửa cái vợ của ông Cùng Phan, tên mà ông đầu tiên ở đây là ông Cùng Phan, nên là bà này là có bệnh nấm, bệnh cỏ vậy, bệnh nấm, bệnh người già đó, bệnh nấm gì, rồi là bà nó đau, là ông Cùng Phan là không biết lấy ai, chỉ một mình bà đó là người đàn bà là phải lấy sau cũng thấy tốt rằng phải lấy đầu tiên nguồn gốc hắn này. Bà đầu là cái kiểu đầu lê liệt lâu đây, cũng khoảng thời gian cũng hơn 2-3 tháng bà đầu. Đầu rồi là không biết mà rằng tình cũng không có bệnh viện ở một cái thời đó. Ở Việt Nam mình cũng không có chứ, nước mô không có chứ.
rồi là cũng nhờ cây cối thuộc thế thì trong rừng bay bà nhổ tới bay tới bà lớn nó trúng rồi nó thôi. Còn ngoài ra là bắt đầu ông chồng là ngủ bữa đêm nằm mơ, ngủ bữa đêm này giống như nằm mơ, nằm mơ này là chưa là gia đình của ông mà cho bà lên đâu á là phải làm lễ hội đập trống, làm tổ chức cái loài đó là bà lên. Trong lúc chúng tôi trò chuyện với gia làng Đinh Son, ngoài sân lũ trai bản đang hè nhau buộc trống. Sân bản râm ran, có cười vui lẫn cáo bẳn, có nhẹ nhàng thân thiết lẫn bất đồng khùng nổ. Chúng tôi không hiểu ngôn ngữ người Ma Con, nhưng cảm nhận được niềm hứng khởi của họ trong giọng nói, tiếng cười, ánh mắt và sự hiện hữu thật hoàn hảo của chiếc trống đặc biệt. Trống của người Ma Con không như trống của người Kinh. Thân trống được đẽo gọt nguyên khối từ cây chi cúc già nua trên đỉnh núi. Mặt trống làm bằng da thú dân bản săn bắt được trong năm, neo giữ bằng dây mây ninh như trong nước nóng và được nêm chặt bằng những đoàn tre già đẽo nhọn. Tất cả các vật liệu làm trống đều lấy từ tự nhiên, tuyệt nhiên không tồn tại các loài vật liệu nhân tạo. Trông nó như một quả cầu gai hiền hòa. Cứ đến mùa trăng tháng giêng, trống ấy lại tỉnh giấc, vang lên những âm thanh hùng thiêng, hiền thân cho tiếng nói của người Ma Con giữa đại ngàn, không chịu sự uy hiếp của thiên tai, thú dữ. Lễ hội đập trống trở thành biểu tượng và linh hồn của người Ma Con, một tộc người Bờ Ru Vân Kiều có hơn 1.900 người sinh sống tại 18 bản làng, phân bố rải rác dọc biên giới Việt-Lào trên dãy Trường Sơn xa xanh hùng vĩ. Trời về chiều, người Ma Con từ khắp các bản làng náo nức tụ hội về bản Ca Ròng một, nơi diễn ra lễ hội đập trống. Để kịp dự lễ hội, những người ở bản xa khác như Cồn Ruang, Aki, Cờ Đỏ, bản 61 hay ở nước bản Lào phải đi bộ men theo những con suối ngay từ sáng sớm. Một phiên chợ đặc biệt cũng đã mọc lên trên vùng cao này, thu hút nhiều người về đây mua sắm. Có lẽ đây là phiên chợ một năm chỉ có một lần để mọi người có thể thỏa sức mua sắm áo quần, vật dụng phục vụ trong sinh hoạt hàng ngày. Các nam thanh nữ tú không giấu nỗi niềm vui, tay trong tay sánh bước bên nhau. Họ háo hức, hy vọng tìm được bản tình và biết đâu có thể nên duyên vợ chồng. Y Ưởng năm nay tròn 18 tuổi. Để kịp về với lễ hội, Y Ưởng và những người bạn của mình đã phải đi từ sáng sớm. Từ bản của bạn đến đây có xa không? Khoảng mất bao nhiêu thời gian để đi? Mất khoảng 2 tiếng. 2 tiếng đồng hồ. Về bạn đi đến đây với ai? Đi với mấy bạn á. Các bạn nữa. Dạ. Thì sao mà bạn lại đến với cái lễ hội này? Một đích để gặp mấy bạn. Gặp bạn đi. Có muốn tìm kiếm một người bạn trai nhân kinh lễ hội này không? Có. Khi trăng nhú lên rằng núi sau lưng bản, các nghi thức của lễ hội đập trống chính thức bắt đầu. Chiếc trống lễ được treo cất trang trọng giữa khoảng sân rộng. Trên hương án đã bày sẵn 8 mâm cỗ nhỏ. Đây là những mâm cỗ do các bạn mang về cúng giàng. Mỗi mâm có 2 con gà để nguyên mỗi tàng và một mâm xôi thể hiện mong ước của bà con dân bản về một mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no, sung túc. Đọt măng rừng, đọt mây, đọt cây đoác thể hiện sự kính trọng của dân bản đối với rừng núi linh thiêng. Mỗi mâm còn có 4 con cá được bắt từ khu vực cấm trên dòng suối Aki để cúng tế cho những vị thần mà người Ma Con tôn thờ kính trọng. Trước mâm cỗ bày những hũ rượu hiêng, một loại rượu được ủ bằng men lá rừng và nếp rẫy do mọi người trong làng góp lại chưng cất từ mấy tháng trước. Già làng Đinh Son làm chủ lễ, súng sính trong trang phục truyền thống của người Ma Con. Chiếc váy nhiều màu sắc nhưng chủ đạo vẫn là màu xanh, tượng trưng cho sức sống mãnh liệt, như cây rừng luôn đứng thẳng, không bị khuất phục bởi sự hà khắc của thiên nhiên.
Khi những que sáp ong được đốt cháy là lúc nghi lễ bắt đầu. Giảng ơi, hôm nay dân làng vào hồi đập trống, mời giảng núi, giảng cây, giảng nước, giảng đất về dự vui sướng với dân bản. Cầu giảng phù hộ cho dân bản, phù hộ cho mọi người may mắn, không ốm đau bệnh tật. Cầu phù hộ cho bà con lúa đầy bồ, ngô đầy sàng, tránh rủi ro, tránh giặc ngoại xâm. Cầu cho trai gái bén duyên nhau, sinh sôi như cây trên rừng, dẻo dai như dòng suối. Mời giảng về. Mời về. Sau tiếng trống khai hội của già làng Đinh Son, không kể con trai hay con gái, người già hay trẻ nhỏ, người kinh hay người thường, ai nấy tay cầm dùi đánh vào hai mặt trống và cùng hô vang: "Rọa lữ giàng ơi, rọa lữ giàng ơi." Có nghĩa là vui quá, sướng quá, trời ơi. Với một tiết tấu rộn ràng được lặp đi lặp lại, hòa trộn với tiếng thanh la, tiếng công chiêng. Tiếng trống như xé toạc cả màn đêm hun hút giữa chốn đài ngàn Trường Sơn hùng vĩ. Tôi cảm thấy tất cả đều tuyệt vời, tất cả đều mới lạ với tôi. Đây là lần đầu tiên tôi đến với lễ hội này. But it's the first time I came here. Đây là một cái lễ hội rất là hay, rất là độc đáo. Cái thứ nhất, cái thứ hai tức là về mặt khoa học, cái trống và cái dùi là thể hiện cái âm dương. Cái âm dương, cái trống mà bị đánh thủng đấy, thì cái âm dương nó mới hài hòa, thủng thì mang lại cái nguồn phúc cho mọi người. Tôi nghĩ rằng là cần phải phát huy và giữ gìn cái bản sắc này để nói lên cái câu chuyện, cái đời sống, cái tâm tư tình cảm của nam nữ hay là của bản làng, của thiên nhiên. Khi rượu đã ngấm, người ngà ngà say, bên những câu chuyện tình yêu, những ánh mắt ấm tình trao nhau, nam thanh nữ tú càng rào rực, bốc lửa ùa vào đập trống. Những cánh tay thi nhau thúc liên hồi vào mặt trống, tất cả chỉ chờ đợi đến giây phút mặt trống thủng. Bởi người Ma Con quan niệm rằng trống thủng là lúc trời đất đã thấu tỏ, năm nào trống không thủng xem như năm đó là một năm không may mắn đối với dân bản. Trăng 16 mơ màng, cây cỏ đẫm ướt sương, những khối núi già hiện ra trầm mặc và bí hiểm trong đêm mờ. Đã có những đôi trai gái không đủ kiên nhẫn chờ phút giây trống thủng, lặng lẽ đưa nhau xuống bờ suối cạn, bóng hò khuất hẳn vào rừng cây. Trống thủng, cả rừng người rào rực nhảy múa, hát hò bỗng dừng lại. Đối với những nam thanh nữ tú, đây là thời khắc dành cho yêu. Thế rồi từng đôi nắm tay nhau đi xuyên qua bóng tối. Trống thủng báo hiệu cơn mưa sắp về, là thời khắc trời đất giao hòa để vạn vật sinh sôi nảy nở. Và người Ma Con có được mùa màng bội thu, cuộc sống sẽ ấm no không bệnh tật. Nếu như Hà Giang có chợ tình Khâu Vai, Lào Cai có chợ tình Sapa, thì đêm hồi đập trống của người Ma Con cũng giống như vậy, là đêm của tình yêu đôi lứa, của nồng nàn đam mê. Người ta có thể sống hết mình, trải hết mình vì tình yêu. Lễ hội đã trở thành một hoạt động tâm linh, còn nguyên sơ, đậm chất dân tộc, theo suốt hành trình tồn tại của người Ma Con. Khi đống lửa dần tan, mặt trời dần nhô lên bên kia ngọn núi, cũng là lúc lễ hội đập trống của người Ma Con kết thúc. Trong hành trình kỳ sự đường 20 quyết thắng, chúng tôi đã có những phút giây trải nghiệm thú vị cùng với người Ma Con như thế, một đêm thổn thức bên đường 20. Có một con đường thời ta đánh mê, có một con đường đi suốt quê hương, có một con đường đi qua thời đại, con đường kiên cường, con đường Trường Sơn. Nhớ lúc bom rơi đổ
vượt lửa, nhớ những đêm trăng rừng thơm phong lan, nhớ mắt người em đứng gác bên đường,